tục chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm tỉnh Luang Prabang, một địa phương ở phía bắc của Lào. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có cuộc tiếp Bí thư tỉnh trưởng Luang Prabang ở Kham Phiang Say Son Phiang. Tại buổi tiếp, Bí thư tỉnh trưởng Luang Prabang Kham Phiang Say Son Phiang bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, báo cáo khái quát về tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Bí thư tỉnh trưởng Kham Phiang Say Son Phiang cho biết, trong những năm gần đây, hiện thực hóa thỏa thuận của cấp cao hai nước, quan hệ hợp tác giữa Luang Prabang với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Việt Nam ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư. Nhờ vậy mà Luang Prabang có sự phát triển vượt bậc. Kinh tế luôn được duy trì ở mức tăng trưởng cao, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Bày tỏ vui mừng được đến thăm cố đô Luang Prabang di sản thế giới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa tỉnh Luang Prabang với các địa phương của Việt Nam. Cảm ơn lãnh đạo, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại đây làm ăn sinh sống, góp phần xây dựng đất nước Lào cũng như góp phần làm cầu nối tăng cường sự hiểu biết gắn bó thân thiết giữa hai dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước trong những năm qua tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển và xây dựng kinh tế xã hội ở mỗi nước. Với nỗ lực và quyết tâm của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào sẽ không ngừng phát triển, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của nhân dân hai nước. Đây là cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục đẩy mạnh và hợp tác hơn nữa giữa các địa phương của Lào và Việt Nam trong thời gian tới. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trồng cây lưu niệm tại trụ sở tỉnh ủy Luang Prabang và dự lễ buộc chỉ cổ tay chúc phúc. Chủ tịch Quốc hội cũng đã có cuộc tiếp hội người Việt và cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, thăm bảo tàng Hoàng Cung, thăm khu lưu niệm làng Siêng Muôn. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các thành viên trong đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.